Rồi, chào anh em nha. Dạ là 10 giờ mấy luôn. Nói chung bữa nay mình đi đám nè, đám cưới. Rồi về mình giao gà, đi giao gà nữa. Tết tối luôn. Để bữa nay mình đi đám cưới 4 giờ chiều. Tranh thủ về mình đi gãi gà. Nói chung là mình bữa nay là chảy hết luôn nè. Bữa nay là không có nằm đặt cái lưng xuống giọng như mệt luôn. Như này luôn. Tại mình làm có mình rồi nghe anh em, lính lát mình không có nào dưới hết, mình cho nghỉ hết à, không có nào dưới mình hết, huấn luyện một thời gian chứ không có nào khai được giống ồn thì mình cho nghỉ hết à. Thì hôm qua mình nói gì con nhà máy mới nhắn mấy đồ đó, thì mình đang mình tiếp theo, anh em bình luận mình tiếp theo, anh em nói là đổ gà là phải coi gà mái nó đã bên thế mình pha gà thì đúng, thì tùy anh em pha. Nếu anh em thấy có cái gần gà mái mình cái nết nó hung thì anh em của nó chạy vô là solo, thì anh em cứ cáp với con cáp nó với con gà trống nào mà solo á, gà trống là solo nhiều thì anh em cáp vô, thì đổ mình đổ gà mình có đang đổ gì á là nó chạy vô là mình nói anh em là ra con nó y chang vậy đó. Còn cái đám gà mà gà mái mà ra con mà nó canh chặn thì anh em cứ kiếm con gà trống thối canh chặn vô cho mình thì nó sẽ đã canh chặn. Mình thấy cái dòng mà canh chặn nhiều thường là gà Thái nè, bởi vì mình phái gà Thái Mỹ nó vừa tốc độ mà nó vừa chặn, mà gà Thái mà nó pha ra rồi mình nói anh em nó đã toàn cái lưng không, nó hay lắm. Bởi mình Thái Mỹ là nhiều. Mình Thái Mỹ nhiều, mình chủ yếu là độ Thái Mỹ à, mà Thái Mỹ thì nó ra con canh chặn nhiều anh em nha, canh chặn nhiều. Còn mà cái anh em nó đổ gà pha gà dòng này dòng nọ thì tùy theo mình pha, tùy theo anh em ghép thôi. Cái tùy theo cái bổn máy của mình là cái bổn nó ra con là như anh em trong bầy nó mình biết nha, như anh em trong bầy nó anh cha nó thì nói chung là gà cha nó con gà mái mà đổ máy ra con hay dở là do gà cha, cái nết đá của gà cha. Thì bây giờ con gà mái anh em nó solo thì anh em cứ kiếm cái gà trống solo đảm bảo ra gà solo không. Còn gà mái anh em cái bổn mà nó ra canh chặn rồi ha, anh em đổ gà canh chặn, kiếm gà cha canh chặn anh em đổ rồi đi. Nói gà cha gà mái mà nó giống nhau nữa thì nó ra con nó vậy không, nó hay lắm. Chứ mà nó dở, nhưng mà cũng tùy theo con gà nó ăn đậu không nghe nè, chứ không phải mình không có nói hết được, tại vì gà dịch giờ không có giống như hồi xưa, giờ ai cũng ngang ngang với nhau mà. Giờ gà nó đã hơi dở đi, nó có hút nó gồng nữa nè, gồng dữ lắm. Thì anh em cũng vô cái khỉa gồng cả đâu gồng, nhưng mà tùy theo gà nghe nè. Bao nhiêu khi anh em thấy gà đá ăn một ăn hai mà nó đứng gục mở lên chân cái bo ghê đó là hút gồng, nó đã dở hơn gà anh em nhưng mà nó gồng 90. Thì gà anh em đá hút 90 không lại nó thì nó đá hòn gà mình chìm, nó đá bo lớn hòn nó lên chân nè, đúng không? Bởi vì gà giờ nó nâng cấp là nâng cấp lên phải như vậy đó, chứ không phải là mình như là anh em muốn đổ sao đổ, thì cũng tùy theo anh em thôi. Thì cái trống nào hay, trống đá kiểu gì đó nó hay như cái bến con gà đó là chạy vô nó bóp ngực, nó đá ngực á, nó phần ngực nhiều hay là dĩa là nách á, thì anh em đổ với những con gà mái mà nó chay chà chay chét rồi đó, đảm bảo nó ra kiểu đó hoài. Bởi con gà trống nọc nó có quan trọng là nó hạp hay không anh em, nó hạp gà mái nữa, nó hạp ra thì nó ra con sang độ, còn nó không hạp là ra con không ăn độ. Còn cái con gà mái anh em nói là gà mái hiền, gà mái dữ. Nhiều gà mái ấp trong ổ đưa tay vô là nó bay ra nó đá từ cái tay mình luôn. Nó dữ á, nó giữ ổ á. Rồi con gà mái sao đưa vô nó không gì chơi mà sao nó. Tại mình quay clip á, anh em nói là gà mái nó hiền quá. Cái con gà mái á, không phải là con gà mái dữ là con đưa tay vô nó làm vậy là con gà con nó sang độ. Nó không phải đâu. Nhiều gà con anh em chụp con gà con anh em chạy vậy nó vượt theo tới bến luôn. Đó hồi nhỏ mình chơi chiêu thì hoài là mình phái nó, mình chọc cái gà mái á, khu ta như vậy cũng mình. Hồi nhỏ mình mê gà lắm mà không biết nuôi. Rằng chú Hiền ông đổ gà mái,
đưa tay vô nó nam là nó đưa vừa đưa cái tay hoặc nó bay ra nó đá từ cái tay lên tới mình luôn, chạy không kịp luôn, chưa ấp nở nha mà ra con cũng ăn độ đâu. Như mấy ngày máy của người ta đó mình cũng lại chọc hoài, thấy nó dữ quá cái chọc nó, con gà cũng không ăn độ. Con gà ăn độ không phải là nhất thiết là do cơ thể con gà máy nó dữ như vậy mới có gà con ăn dữ, dữ phải không có đâu. Tại cái nết của gà mái bản năng nó giữ, nó làm mẹ nó hụt hăng nó giữ thôi chứ thực ra không có. Có con gà mái đưa tay vô nó thì khô, cái nem nó ở gà cho thì quá. Nhưng mà cái bổn của nó khác, nó không phải là con gà nó phải cần nó hung hăng lên kiểu đó là mình nói là con gà mái đó hay. Thật sự nó không có chuyện đó nha anh em. Bởi đó gà anh em thấy là anh em nào lựa cũng lựa gà mái, ừ nó phải vượt người ta cái gì bắt con cái gì đó mình chụp tới mình giỡn á. Nó làm vậy sự không phải. Không đánh giá được con gà mái dữ thì giỡn nha, tại vì bản năng nó làm mẹ thì gà mái nó là vậy đó, nó là bản năng nó làm mẹ rồi nó giữ con, có con thì nó giống như là gắn như đó anh em, như chó, chó không vậy, nó phải chó nào mà nó để con nó giữ là con chó nó khôn luôn, sự đúng có hiểu chó anh em bắt nó con nó bình thường mà con nó vẫn khôn chứ phải nó để con ra nó con chó nó ngu, thì con gà cũng y vậy thôi. Đây mình nói anh em về mấy cái câu nhà máy về là cho nó hết cái câu chuyện nhà máy đi, thì mình cái câu chuyện nhà con, cái câu này nó cũng hay. Anh em hỏi là gà mái là con mà từ 4-5 tháng bứt lâm đuôi, bứt lâm đuôi giúp có giúp con gà mau lớn không, có làm gà mau lớn không? Thực sự ra mình nói không anh em, lớn là theo cái gì này nè, con mắt của mình nhìn con gà nó phát triển đồng đều với nhau, lâm đuôi lâm mình đồng đều, nó phát triển hay nó lớn lên, tại vì con gà mà từ 1 tháng á tới 2 tháng anh em thấy chưa, thấy nó phát triển nhiều, mà nó từ 3 tháng tới 6 tháng phát triển con gà rất là mạnh, từ 6 tháng tới 9 tháng là con gà phát triển còn tốc độ nữa nè, từ 1-2 tháng là anh em thấy con gà nó chưa gì hết, nhưng mà từ 3 tháng trở lên là nó phải nó phát triển rồi. Anh em cứ lầm tưởng là nhỏ lông đu là con gà nó phát triển mau lớn hơn, sự nó không phải, tại vì nhỏ lông đu á, tại vì gà 4 tháng á, thường gà nào cũng vậy, em là gà nào mà chị em vậy, 4 tháng làm thấy lông đuôi nó cũ rồi, nó rụng từ 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 ra đúng không, chỉ cần mình nhỏ lông đuôi thì nó sẽ phát triển lông đuôi từ từ với nhau, rồi lông mình đang mọc đó, cái lông đuôi đang mọc, cái anh em hãy cho nó ăn nó lớn lớn 1-2 tháng sau là gà đang 5-6 tháng rồi không, tại vì anh em thấy con gà nó mau lớn rồi trời, tại vì nó chặt thành ra đều. Còn vậy như lông mình nó ra mà lông đuôi nó chưa rụng hết thì anh em thấy con gà nó thấy nó tưởng tượng là mình thấy nó không lớn đúng không, mà thực ra nó phát triển không có đồng đều, còn mình nhỏ lông đuôi đó, lúc đó là con gà phát triển đồng đều đúng không. Và cái lúc mà con gà anh em thường anh em để ý đi, con gà mà đang mọc lông á, con gà sẽ lên ký, thì lúc mình nhỏ lông đuôi thì giúp con gà nó ra lông đuôi, thì lúc đó con gà nó sẽ ăn nhiều hơn để nó giữ chắc để nó nuôi lông á anh em, thì anh em sẽ thấy con gà phát triển mau lớn hơn. Anh em sẽ thấy con gà anh em phát triển mau lớn sau lẹ, nhóm đuôi thấy nó phát triển lẹ, nó phát triển hay con mắt của mình nhìn nó tưởng tượng á, chứ khi con gà quy trình nó cũng như vậy hả, chứ họ giúp nhỏ lông đuôi là không có giúp con gà mau lớn hơn như mà anh em tưởng tượng nha. Con gà mà nhỏ lông đuôi mau lớn là chứ không có con gà nào ốm gà nhỏ vậy anh em, nó là nhỏ lông đuôi là nó chuyện như nó lớn lẹ lên rồi, sự không phải mình phải cho nó ăn uống nhà đủ. Và lúc đó con gà nó ra lông, nó đuôi lông mình, nó thấy nó ra lượng, nó thấy nó tưởng nó mau lớn vậy, phải nó sẹt ra, mình thấy tưởng tượng thôi, chứ sự ra con gà như 5-6 tháng mà anh em không nhỏ ông bố không thấy không nhỏ ông đuôi đó, 5-6 tháng anh em thấy lông đuôi còn cũ, thì tự nhiên lông mình nó mọc ra, lông đuôi nó không có mọc, nem đuôi nó còn có khúc gì nè, một cục gì nè, anh thấy nhìn con gà cái mình bành kia chơi mà đuôi xíu rồi, cái anh em thấy con gà nó không có chuyện. Nhiều lúc anh em nhỏ lông đuôi nó phải sẹt lông đuôi lượng cái lông mình, nó thấy nó ra già lông đuôi, thì con gà phát triển lớn là thấy con gà sẹt hình trong lẹ vậy. Đó là do tôi mắt mình tưởng tượng thôi, chứ sự ra con gà nó cũng như vậy à, phát triển vậy đó nha anh em. Anh em đổ gà đi rồi anh em sẽ biết, chứ phải là anh em cứ nghe người ta này kia nói là nhỏ nuôi giúp con gà mau lớn thì đúng phải, nó mau ra lông thì có, nó phát triển đồng đều một lượt. Mình là người nhỏ qua tre rồi gà tre đó gà nào nè, mình nhỏ thường xuyên, nhưng mà con gà Hà Lan hạn chế nhỏ nuôi nha, mày biết sao, gió
cái lỗ chân lông lông đuôi con gà nó nhỏ quá, nó gió vô con gà dễ yếu, gà si yếu lắm nè, dễ bệnh lắm. Còn gà như mình nhốt một tù thì nó anh em nhỏ đuôi thì nó không sao thiệt, không sao chứ. Nó sẽ có bị cái trường hợp như vậy thôi. Nếu mình kỹ anh em kỹ em sẽ thấy con gà lúc nhỏ lông đuôi thảo lan ngủ bên cây á, nó thường bị yếu hơn, nó dễ bệnh. Con gà mà không nhốt đuôi uống cây thì nó không có bệnh nè. Con gà nhỏ đuôi anh em để trong chuồng trong nhà đó, anh em thấy nó không có bệnh, nó bình thường đúng không? Nhưng mà con mắt mình sẽ thấy con gà phát triển lớn lẹ hơn là cái đó đó, lông mình lông đuôi nó mọc một lượt, anh em thấy nó sẹt ra thấy con gà nó lẹ lên thôi, chứ thực sự ra nó không có giúp con gà màu lớn nha. Nhỏ đuôi không giúp gà màu lớn. Thường thì anh em thấy gần tới mùa này là thấy gần tới mùa gì rồi đó, biết không? Tháng ngày tháng bắt đầu sạc hình mùa mưa đó. Bắt đầu lông, bây giờ mùa này là gà bắt đầu cũng lông hơi nè, lông dai hơi nè, bắt đầu mà nó xa mưa cái là gà hay lông đầy, cái quy trình nó là như vậy. Rồi con gà hay lông á, anh em sẽ thấy con gà là nó, anh em nhiều anh em phải làm tưởng là con gà mình nuôi sao tay nó cứng, tay nó cứng vậy nè, nó bắt tay nó giữ lắm, sao con gà ở này cho nó hay lông chứ mình không biết nuôi sao con gà nó mềm, nó bở quá, nó thấy là con gà nó mềm nhão, nó không có như nhiều gà tơ mới lên anh em cũng vậy. Sao con gà anh em cầm vô tưởng tượng là sao con gà tôi nó không cứng, nuôi cách nào cho nó săn chắc lại, nó cứng mà nó không săn chắc gì trên, nó mềm mềm gà. Tại vì lúc cơ thể con gà đang thay lông á, đây con đang phát triển lớn lên á, thịt nó ngon nhạt anh em, tại nên cơ thể nó dắt dinh dưỡng, nó ăn nó đồng nuôi máu mà. Con gà nó mau lên, nó ăn phải ăn nhiều rồi con gà nó mau lên tay, nó lên tay nó dư, nó mập mỡ, nó mập cái lúc đó á. Nhưng mà lúc mà anh em thấy con gà nó thay lông xong á, tự nhiên con gà nó gõ gà lại, nó không có bở gì nữa, cầm nó săn lại bình thường. Lúc mà anh em nuôi con gà hai lông này nọ, anh em thấy con gà tôi nuôi sao nó không cứng không săn, nó mềm mềm kỳ lắm, nó nhỏ nhạt à. Tại vì con gà đây hai lông thì anh em sẽ cầm con gà lúc nào không bao giờ nó cứng như bình thường. Cũng như là nó cầm vô tay là cục gì nè, lúc mà nó hai lông cái anh em cầm nó mềm mềm mà bở kỳ lắm. Với cứng nha không là do mình nuôi nữa anh em. Anh em đưa hút vô mà đưa hút mà nó căng cơ quá đó, con gà nó cứng nhắc nè, nhưng mà nó khô, cái cứng nó sẽ đi theo cái khô thì con gà nó sẽ xoay trở rất là chậm chứ không phải nó lẹ. Anh em nuôi con gà mà nó tay dẻo, nó dẻo tay thì mình anh em cầm á, nhiều khi anh em đang nuôi chế độ con gà mà nó dẻo tay mà anh em không hiểu, anh em phải cầm vô nó cứng nhắc vậy nè, nó cứng như mấy con gà siêu này nọ, một cục gì siêu giáp gì giữa cộng cục gì nè, không phải. Con gà mình đang nuôi chế độ như là con gà tay dẻo, em phân biệt là tay dẻo và tay cứng. Tay dẻo thì con gà nó xoay trở rất là lanh lẹ nè, nó tay dẻo là như nào, nó cầm vô nó cũng gị tay, nhưng mà anh em cầm vô con gà nó có cái mình đã tả khó lắm, có cái bàn tay mình cầm vô mình mới hiểu cảm giác rồi phân biệt con gà này nó tay dẻo nè, con gà này nó tay khô nè, cứng nè đó. Anh em phải nuôi gà nên phải phân biệt những cái vụ đó anh em mới biết. Tại nhiều khi con gà hay lông rồi nó cũng mềm, nó cũng nhão anh em, nó lên ký thì cũng như con gà hay lông anh em được thường thả hay lông cái gà sao mà 3.2 kg, sao mùa này nó lên 3.8 kg mập. Nhiều gà hay lông xong cái nó đi mập đít mập mỡ, tại nó hay lông nó ăn nhiều, anh em cho nó ăn không có liều lượng, nên cho nó ăn chén cho bá nè, dòng thứ nó đang hay lông nó ham ăn nó sốc không mà. Rồi anh em hỏi sao con gà anh em nó không mập, mập đít. Con gà hay lông sao mập lù, mình nuôi gà anh em thiệt chứ, cái dàn gà từ nhỏ tới lớn mình em cầm vô mà con gà là mình mập đít mới sợ á. Đây mình nuôi có chế độ cho ăn hết trơn nữa nè, nó không có giúp mà con gà tích mỡ đâu. Con gà mập mỡ là tại anh em cho nó ăn hơi quá đà, con gà mà nó tay hơi bông mỏng cho ăn nhiều vô nó không sao hết. Nhưng mà anh em cái khi nghĩ đó, nó lạc là gì nè, anh em cho con gà nếu mà nó ăn nhiều, thấy nó ăn nhiều á, thế này thế đó là con gà nó sung, nó khỏe, nó tốt. Nhưng mà sự nó ăn nhiều anh em cứ thấy cái hiện trạng tự mà con gà nó mập đích từ anh em cứ đâu có ngưng, anh em dục đại vô dạy vô không có cầm, thường anh em ít ẩm con gà lên em chứ cho ăn vậy, nên lúc mà anh em cầm con gà lên em la chạy luôn, cái gì mà giữ thằng thì nuôi con gà mà nó mập quá thì nó đá không nổ nè, nhức đầu biết sao đá không nổ. Đó, anh em chơi gà mà nói anh em chơi gà anh em phải hiểu nhiều cái lắm.
tự mình nuôi rồi tự mình học, cái mình cảm nhận anh em. Bởi nó nuôi gà là cái môn gì, môn tự học, tự cảm nhận là cách mình nuôi như thế nào là mình biết khắc phục con gà mình nó tai như thế nào. Những bộ tai anh em hỏi mình gà phân biệt sao luôn quen, sao phân biệt được, nó sao chỉ được. Với con gà này tai này nọ là nó phải tự cầm rồi tự học. Ừ, con gà này sao sao tay này tay kia rồi nó cầm vô phải, nó phải tự tự học rồi lại tự, nói chung là nghề dạy nghề đó. Chứ con gà mà kêu cầm cái tay mà ông nội ngoại gì mà lên đây mà tả cầm vô biết mới sợ á, sao biết được. Anh em cầm từng con gà anh em mới cảm nhận được từ từ. Chứ mà lên đây mà ông nội nào lên đây mà dạy vô tay này nọ báo này nọ kia là tào lao không á. Thì tại vì lý thuyết không bao giờ đi chung với thành được, chỉ có thực hành anh em cầm anh em mới cảm nhận được tay con gà nào nó khô, tay con gà nào nó cứng, rồi tay con gà nào nó dẻo đó, rồi con tay con gà nào nó mập mỡ, rồi hai lông nó liều phiều nữa đó, nó búa sâu hết này mơ. Bởi nên em cái gì cũng vậy, ngày rồi phải tự mình học, ngày dạy ngày là người này biết chỉ cho mình chút, rồi mình tự cảm giác cảm nhận, mình học mình cầm từ từ con gà mình cảm nhận nó nè. Bữa nay clip mình làm tới đây anh em ơi, mắt mà hết lên.